Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Music Sharing Together của SBF Entertainment. Hello, tất cả mọi người lại là Baron đây. Thì ngày hôm nay Baron rất là vui khi được đồng hành với tất cả mọi người trong cái chủ đề đó là làm sao để cắt ghép nối nhiều đoạn nhạc lại với nhau thành một cái liên khúc cũng như là làm sao để cắt bớt những cái đoạn thừa trong những cái bài hát cũng như là trong những cái bit nhạc đi theo mong muốn của mọi người. Thì như Baron thấy là đối với những uh, ai mà không dành về công nghệ cũng như là không biết về những cái phần mềm của những cái uh, phòng thu chuyên nghiệp, những cái uh, ứng dụng chuyên nghiệp để có thể cắt ghép, nối những cái bài hát, beat nhạc thì ngày hôm nay đây Baron lại tiếp tục giới thiệu với tất cả mọi người đó là cái mục cắt ghép nối nhạc một cách cực kỳ đơn giản hiệu quả trong website Vocal Remover nha mọi người nha. Ok thì điều đầu tiên mọi người cần làm cho Baron đó là mọi người hãy đăng nhập với cái địa chỉ website đó là Vocal vocalremover.org nha mọi người nha. vocalremover.org. Ok sau khi đăng nhập mọi người sẽ thấy một cái giao diện website nó như như thế này. Như những ai đã theo dõi FBF cũng như là Baron ở những cái tập trước thì như mọi người đã biết ở website này có rất nhiều điều hay, những công dụng hay. Ví dụ như kiểu là vocal remover đó là tách nhạc lấy beat hoặc là pitch changer đó là mọi người tăng tông uh, về cao độ thay đổi về cao độ của beat nhạc cũng như là bài hát mọi người nhá. Thì còn rất nhiều các mục hay nữa. Thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay Baron tiếp tục giới thiệu đó mọi người đó là cách làm sao để cắt một đoạn nhạc và nối nhiều đoạn nhạc với nhau thành một liên khúc. Thì ở cái website này nếu ai đã xem tập trước rồi thì thì đã biết cách sử dụng Thì còn ai mà chưa xem thì hôm nay Barron sẽ giới thiệu lại từ đầu mọi người nhé Mọi người đầu tiên vào thì website nó là website của nước ngoài Nên nó sẽ là bằng tiếng Anh Nếu những ai không sử dụng tiếng Anh thì mọi người có thể đổi ở đây Đây ở góc trái này Click vào chuyển thành tiếng Việt cho dễ sử dụng Giống Berlin nhé Ok, thì và sau đó mọi người hãy chú ý cho Baron tới cái mục đó là cắt bản nhạc cũng như là nối bản nhạc. Thì điều đầu tiên mọi người hãy chú ý đến cái mục đó là cắt bản nhạc nhé. Mọi người click vào. Thì thường thường mọi người hay tải những cái beat nhạc, những cái bài hát ở trên YouTube về thì nó sẽ có những cái đoạn được quảng cáo đầu tiên không như mong muốn. Mọi người muốn cắt bớt đi. Thì đây mọi người hãy sử dụng cái phần công cụ này nhé mọi người nhá Tiếp theo đó mọi người hãy chọn vào phần đó là chọn một tệp. Nó sẽ link đến cái folder của bài hát mọi người đang để trong máy tính. Thì mọi người hãy tìm đến cái folder chứa cái bài hát mọi người muốn cắt bớt đi. Ok. Sau đó mọi người chọn được bài hát rồi Mọi người click open Và sau đó sẽ load vào website Đó, tiếp tục như mọi người đã thấy thì Trong website này mọi người hãy chú ý cho Baron này Nó, Đây là cái thanh cắt ở đầu Cũng như đây là thanh cắt ở cuối Còn nếu như mọi người muốn cắt chi tiết hơn Thì ngoài sử dụng những cái phần mềm, phần phòng thu chuyên nghiệp Như Baron hay sử dụng ở, ở SPF thì mọi người có thể sử dụng thêm đó là đăng ký tài khoản Pro của website Vocal Remover. Nó sẽ giúp mọi người can thiệp chi tiết hơn, mọi người có thể chỉnh sửa beat tốt hơn, xóa tiếng hát cũng như là cắt để lấy beat. Nó chi tiết hơn rất nhiều. Còn đến với cái cách này thì dành cho những ai muốn cắt những cái đoạn đầu, đoạn cuối đơn giản thôi mọi người nha. Ok, tiếp theo thì mọi người chú ý cho Baron. Ở đây nó có một cái cái đường sóng này. Đó, đường sóng đầu, đường sóng cuối thì cái đường sóng đầu và sóng cuối có tác dụng gì? Nó gọi là fade in và fade out của một một bản nhạc nhé. Khi mọi người ấn vào cái đường sóng đầu này, nó màu xanh lên, thì nó sẽ có tác dụng là đầu beat vào, nó sẽ kêu từ nhỏ lên to nhé mọi người nhé. Bao mọi người nghe thử này. Đó, như mọi người đã thấy, thì cái fade in này nó sẽ giúp cho bản, cho bài hát cũng như beat nhạc vào từ nhỏ lên to. Thì cái fade out này nó cũng ngược lại với fade in đó là giúp cho bản nhạc đang từ to về với nhỏ Để cho nó chuyển nhạc một cách mượt mà hơn mọi người nha Ok Tiếp theo cái công cụ cắt này á Mọi người chỉ cần kéo đến cái đoạn Mọi người muốn cắt thôi Ok ví dụ như Beren cắt đoạn này đi Beren sẽ nghe thử từ đoạn này xem có đúng không nha Ok Sau khi Beren cảm thấy cái này nó vào hơi trễ bọn kéo về bên phải một chút nữa Xong nghe lại tôi là lắm. Ok, sau khi cảm thấy ok rồi nhá, mọi người hãy chú ý cho Biren có một cái kéo chỗ này nhá. Mọi người hãy ấn cắt. Đó thì bài hát nó được cắt đi phần này đi. Bây giờ sẽ tắt cái phê, phê đi này đi này. Thì mọi người sẽ thấy bài hát nó vào sẽ bị hơi bị cục và to đùng luôn này. Đó, 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 mọi người thấy nghe thấy rõ không ạ? Nghe lại nhá. Đó. Thì cái đi này cũng như là fade này rất là quan trọng giúp cho bài hát nó mượt mà và vào cảm giác nó nhẹ nhàng. Đây mọi người sau khi mọi người chỉ cần click vào đây cái thì bài hát vào nó sẽ vào từ nhỏ lên to, nghe rất là êm tai và nhẹ nhàng. Đó mọi người thấy không ạ? Đất nước tôi lạ lắm. Ok, thì cũng tương tự với cái phần thanh cắt thanh cắt đầu này thì thanh cắt thanh cắt cuối này nó cũng như vậy. Mọi người kéo đến cái điểm mọi người muốn cắt. Ví dụ như đây. Sau đó mọi người thử nghe thử Ok Ok chưa được Thì kéo dịch sang bên trái một chút nữa Sau đó nghe thử lại Ok Nếu như mọi người thấy ok rồi Cũng như cái cách cắt đầu tiên Mọi người tiếp tục ấn vào cái thanh kéo này Và cắt nó đi Và mọi người nhớ nhé Ấn cái fade down này Để giúp cho cái đoạn kết nó được kết mượt mà hơn và sau đó khi mọi người thấy ok rồi Mọi người chỉ cần việc đó là Chọn lưu về máy Còn ở cái góc này đó là cái góc cái mã hóa này, này. Mọi người chú ý thêm là nó nó có, có những cái mục đó là phần đuôi của của phai nhạc lưu về nhé Thì nó sẽ có rất nhiều các đuôi Thì mọi người chỉ cần chú ý là chọn cho Baron cái đuôi phổ thông nhất đó là đuôi M13 nhé mọi người nhé Còn nếu phai nhạc gốc của mọi người là phai way Mà mọi người muốn giữ chất lượng là phai way á Chất lượng nhạc cao á Thì mọi người hãy giữ tích vào phai way còn nếu mọi người là file M13 thì mọi người nên tích vào M13, mọi người đừng tích vào file WAV nhé, chất lượng nhạc sẽ không tốt lên đâu, mà nó sẽ bị nặng thêm cái bit nhạc nó lên, mọi người nha nên mọi người hãy click vào M13 để cho nó thông dụng nhất và sau đó mọi người chỉ cần việc lưu về máy. OK, đó là cách đầu tiên Baron giới thiệu với mọi người là cách làm sao để mọi người cắt một đoạn nhạc, những cái đoạn dư thừa đi trong một cái bit nhạc một bài hát đi, thì tiếp theo Barron sẽ giới thiệu mọi người đó là cái mục nối bản nhạc Đó là mọi người giúp mọi người nối nhiều bài hát hoặc là beat nhạc lại với nhau thành một liên khúc Tiếp theo mọi người click vào này Sau đó mọi người chọn nhiều tệp Mọi người ví dụ mọi người chọn khoảng 3 ca khúc hoặc hai ca khúc Mọi người muốn làm liên khúc nối lại với nhau nha mọi người nhé Một Hai Ba OK, click. Mọi người chờ đợi. Tiếp theo thì mọi người hãy nhìn cái cái bố cục nó sắp xếp này nhé. Thì cái bài đầu tiên đó là bài sức mạnh Việt Nam. Thì mọi người nó đây là nó nhảy vào theo kiểu tự do mọi người nhé. Nếu mọi người không thích bài này ở đầu tiên hoặc là cái, cái bài này không đúng cái bài đầu tiên của mọi người, thì mọi người chỉ cần cầm giữ chuột vào nhé, giữ chuột trái, Cái chuột trái giữ và kéo xuống ở cái vị trí. Ví dụ như vị trí thứ hai hoặc là vị trí dưới cùng mọi người mong muốn đó chỉ cần click vào và giữ di đến cái vị trí mọi người mong muốn thì cái thứ tự này nó sẽ là thứ tự của, của đầu bài hát đến cuối bài hát hoặc là đầu bàn đầu beat nhạc đến cuối beat nhạc của mọi người nhá nó sẽ chạy theo thứ tự đó là từ trên xuống dưới một <laughs> hai ba khi nó chạy hết trách này rồi đến trách này và đến trách này thì mọi người hãy xem cái bố cục của mọi người là bài nào đầu tiên thì như Baron, Baron sẽ xếp bài nào đầu tiên này sau đó mọi người nghe, mọi người cắt bớt những cái đoạn thừa giống như cái phần trước Perrin giới thiệu. Hoặc là không thừa thì mọi người không ấy thì mọi người chỉ cắt bớt những cái đoạn ngắn đầu đầu để cho nó nối nhạc nó đỡ bị lâu. Ờ, đoạn kết cũng thế để nó cho này nó thừa một chút này. Nối sang đoạn tiếp theo nó sẽ chờ với hơi bị lâu. Perrin muốn nó vào nhanh hơn thì ok kéo lại. Sau đó mọi người hãy chú ý là ấn cái fade in fade out này nhá. Fade in để cho nhạc nó vào nhỏ, fade out này cho nhạc nó nhỏ dần dần. Ok, tiếp tục trách thứ hai. Mọi người muốn chỉnh trách thứ hai thì mọi người click xuống. Cũng như thế. Mọi người muốn kéo đến cái đoạn nào mọi người muốn cắt hoặc bỏ bớt đi. Như thế này, Baron muốn cắt đến đây. Mọi người lấy Baron lấy bài này ngắn như thế này thôi. Cảm thấy ok đúng không? Chỉ lấy từ đây đến đây đúng không? Mọi người nhớ click đây nha Ok. Sau đó mọi người không ấy thì mọi người có thể ấn click nghe thử cái đoạn này nhá. Click nghe thử này. Ok, sorry mọi người, mọi người sẽ nghe thử từ đầu xem chỗ này đúng đúng cái đoạn mà mọi người mong muốn chưa. trời năm ấy. Ok, bây giờ sẽ cho vào một chút gần hơn nữa. Nghe lại. trời năm ấy cứ em đã không. Đó, như tiếp theo nữa, đoạn bài dưới cũng tương tự như thế. Cái đoạn này nó bị nghỉ lâu quá, sợ nối trong đoạn bài sau nó bị lâu thì bây sẽ kéo vào. Tùy theo theo ý đồ của mọi người muốn nghỉ bao nhiêu giây từ bài này sang bài kia thì mọi người tự căn nhá. Nó rất đơn giản thôi mọi người chỉ việc tự căn thôi. Đó, xong tiếp theo chỉnh hết bài này rồi, tiếp theo lại chỉnh bài dưới, mọi người chỉ cần click. Click vào bài dưới. Ok, kéo đến cái đoạn mọi người muốn ghép vào, cắt bớt những đoạn không cần đi. Hoặc là mọi người mất sắp nguyên bài thì mọi người để nguyên bài này. Mọi người chú ý nếu mà ý đồ mọi người muốn sử dụng cái 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 fadeIn fade, fade out này thì click, còn không muốn muốn vào to luôn thì mọi người để không click vào nhé. Đó, tổng quát nó là như thế mọi người nhá Sau đó mọi người muốn nghe thử tổng thể thì mọi người chỉ cần play vào và dí chuột vào cái trách đầu tiên này. Giờ để tránh mọi người nghe lâu thì Brian sẽ nghe thử luôn từ chỗ này này. Đoạn cuối của bài đầu tiên này. Đó, khi hết đoạn này nó sẽ nhảy xuống trách hai và mọi người tiếp tục từ chỗ này luôn mọi người nha. ó như mọi người thấy không ạ? À? Đấy thì đấy Thì là do mọi người tự chỉnh muốn vào cái bài hát sau nó là chỗ đoạn nào Hay là vào chỗ đoạn như thế nào Đó là do ý đồ mọi người Hoặc là vào chậm bao nhiêu giây nhá Là do mọi người nhá Tiếp theo nghe đoạn này nó cũng như thế Tương tự này Nghe hết đoạn này Đó, nó sẽ nhảy đến bài tiếp theo Đó, đây mọi người thấy không? Nó rất là liền mạch đó là cái với cái cách làm như thế này thì giúp mọi người có thể Nối nhiều bài hát lại với nhau thành một liên khúc để sử dụng trong các chương trình nghệ thuật Mọi người muốn uh, biểu diễn hay là muốn hát giao lưu để không phải chuyển nhạc bằng máy tính một cách nó không chủ động Thì mọi người có thể sử dụng đến cách này, nối nhạc rất là ok Còn nếu mọi người muốn nối chi tiết hơn thì Baron khuyên là mọi người đến các phòng thu âm Để các mixer chỉnh chi tiết hơn cũng như là can thiệp vào nhạc để có như một cái sản phẩm ok hơn nhé mọi người nhé Còn như mọi người nối cơ bản như Baron vừa giới thiệu Nối chỉ nối những cái đoạn đầu với nhau Thì rất đơn giản thì website này có thể giúp mọi người một cách cực kỳ đơn giản đúng không ạ Ok sau khi mọi người nối và nghe thử ok hết rồi Thì mọi người cũng chú ý ở đây nó cũng cũng giống cái phần cắt nhạc Thì mọi người hãy chọn cái đuôi xuất ra Thì mọi người hãy chọn cái đuôi đó là đuôi M13 là đuôi phổ thông nhất Nhạc chất lượng vừa đủ để mọi người xuất ra Chỉ mọi người chọn file này nó sẽ hơi bị nặng nhé mọi người nhé mà chất lượng nhạc nó sẽ không được nâng lên nếu cái file gốc của nó không phải là file WAV và sau đó mọi người chỉ việc ấn lưu về máy và vừa rồi Baron đã giới thiệu với mọi người cách để cắt ghép nối nhiều đoạn nhạc với nhau cũng như là cắt những cái đoạn thừa đi một cách cực kỳ đơn giản tại website Vocal Remover phải không ạ? thì Baron hy vọng với những chia sẻ của mình vừa rồi mọi người thấy những cái chia sẻ của Baron hay cũng như là thú vị hữu ích thì mọi người hãy like và share thật nhiều cũng để cho nhiều người biết đến những cái cách làm như thế này nhé mọi người nhá. Và mọi người ơi, mọi người hãy đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho SPF cũng như là ủng hộ cho Baron và nhớ nhấn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo về những chia sẻ tiếp theo của Baron nhé mọi người nha. Ok, xin chào.